Thưa quý vị, Amy từ Dallas Texas ở Hoa Kỳ kính lời chào quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới 24/7 hôm nay ngày 5 tháng 9 năm 2021 để gửi đến quý vị những câu chuyện tiếp tục với uh, uh, vấn đề về tại Afghanistan. Thì bây giờ Đảng Cộng hòa yêu cầu câu trả lời về việc sàng lọc những người Afghanistan sẽ được đưa đã được đưa đến Mỹ đã một tuần qua thì kể từ khi mà kết thúc cái cuộc không vận của mỹ di tản hàng chục ngàn người afghanistan ra khỏi kabul và vẫn còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về việc chính xác họ là ai những người nào đã đến mỹ họ được chọn như thế nào và ở đâu họ sẽ kết thúc ra sao bộ trưởng an ninh nội địa người phụ trách các hoạt động tái định cư hứa sẽ đặt sự an toàn của mỹ lên hàng đầu ông ta đã tiết lộ rất ít điều khác cho đến nay bộ trưởng đã xác nhận rằng một số người trong danh sách theo dõi an ninh nằm trong số những người afghanistan đã di tản và nói rằng họ đang bị giam giữ các quan chức đang cố gắng làm việc với các quốc gia khác để tìm ra nước nào có thể được đưa họ đi và ông cũng từ chối suy đoán về Số người Afghanistan sẽ được tái định cư ở Mỹ nhưng cho biết con số này cao hơn 50.000 người lận thưa quý vị. Và ông cũng nói chính quyền Biden dự kiến sẽ giúp thêm nhiều người Afghanistan rời khỏi đất nước của họ. Vì vậy, bất kỳ con số nào đưa ra bây giờ vẫn còn là quá sớm. À không hiểu sao càng ngày lại càng đưa hàng chục ngàn người vào trong nước Mỹ như vậy. Và tiếp theo nữa với câu chuyện cũng liên quan đến Taliban cầm sáu chiếc máy bay chở đầy người Mỹ à, và cả những người phiên dịch. Đảng Cộng Hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cho biết hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 9 rằng Taliban đang ngăn các cái chuyến bay chở người dân Mỹ và những người đồng minh Afghanistan để rời Afghanistan. Hạ nghị sĩ Michael McCall của Texas cho biết trên đài Fox News sanh đề rằng Taliban sẽ không cho máy bay khởi hành bất chấp sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao. Trên thực tế, chúng tôi có 6 máy bay tại sân bay mazar i sharif 6 máy bay với các công dân Mỹ trên đó khi tôi nói cũng với những người phiên dịch ở uh, tại cái sự việc này và Taliban đang bắt họ làm con tin theo yêu cầu ngay bây giờ. Ông cũng nói Taliban muốn một thứ gì đó để để đổi lấy, đây thật sự là biến thành một tình huống làm con tin, nơi họ sẽ không cho phép công dân Mỹ rời đi cho đến khi họ được hợp chủng quốc Hoa Kỳ công nhận đầy đủ. Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào tuần trước. Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết có khoảng từ 100 cho đến 200 thường dân người dân Mỹ bị bỏ rơi lại. Và ông Macron cũng cho biết rằng là từ khi quân đội rời khỏi chính quyền đã loại bỏ số không dân thường còn lại khỏi đất nước thưa quý vị con số vài trăm cũng chưa chắc là chính xác nhưng mà con số lên tới hàng ngàn thì có lẽ là rất là nhiều thì bây giờ mình cũng chưa biết như thế nào sẽ tiếp tục uh, theo dõi và ý mi sẽ gửi đến quý vị tiếp và cũng tiếp tục với những người công dân Hoa Kỳ và người Afghanistan trên các cái chuyến bay đang chờ di tản từ miền Bắc của đất nước thì Taliban đã khiến hàng trăm người bị mắc kẹt ở Afghanistan trong khi mà chờ đợi được chấp thuận để mà đi thì bây giờ có khoảng một ngàn người bao gồm hàng chục công dân Mỹ và những người Afghanistan có thị thực đến Mỹ hoặc các quốc gia khác vẫn còn mắc kẹt ở Afghanistan trong ngày thứ năm vừa qua và vào chủ nhật thì khi mà họ chờ được để mà giải phóng khỏi taliban việc giữ lại này phản ánh những cái thách thức của các chính phủ nước ngoài làm việc với nhóm vốn vẫn chưa thành lập chính phủ theo đại diện của các tổ chức đang cố gắng đưa họ đến nơi an toàn các cuộc đàm phán để cho phép các máy bay khởi hành có sự tham gia của các quan chức taliban hoa kỳ và qatar đã kéo dài nhiều ngày khiến những người di tản ngày càng rơi vào tình trạng bấp bênh. Hoàn cảnh của những hành khách hy vọng rời khỏi đất nước từ so, so, sân bay ở phía bắc thành phố Mazar-i-Sharif phản ánh hàng ngàn người không thể lên máy bay từ thủ đô Kabul và sau khi các cái tay súng Taliban chiếm thành phố vào đêm trước về sự rút quân của Hoa Kỳ. Việc Mỹ rút quân và kết thúc cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan đã bị lưu mờ bởi những nỗ lực hỗn loạn nhằm không vận uh, nhằm không vận hàng chục ngàn người Mỹ và đồng minh của họ chạy trốn khỏi cái chiến binh hồi giáo này, những người mà nhiều người lo ngại sẽ hạn chế quyền của phụ nữ và những người khác khi mà họ chính thức trở về. Đó là những điều rất là lo ngại cho chúng ta uh, đừng rất còn con số hàng trăm hàng ngàn người Mỹ còn sót lại thưa quý vị. Và tiếp theo về chính quyền ông Biden thì có sự khảo sát là à, một phần năm số cử tri hối hận về vì đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Kết quả khảo sát mới cho thấy rằng là thực hiện cái công bố vào ngày 3 tháng 9 đã cho thấy hiện nay một phần năm số cử tri đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cái cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020 đã bày tỏ sự hối hận vì đã bỏ phiếu cho ông ta con số này có khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của các bang chiến trường trọng điểm trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 quan trọng hơn thì cuộc điều tra được tiến hành trước khi mà thủ đô Kabul của Afghanistan bị tổ chức khủng bố Taliban chiếm đóng, sau đó 13 lính Mỹ đã chết ở Kabul do vụ đánh bom liều chết của nhóm khủng bố. Nếu ngay bây giờ mở lại cuộc khảo sát, tỷ lệ cử tri hối tiếc có thể còn cao hơn nữa. Còn trở về với nước mỹ thì bà Kamala Harris một người phụ nữ thật là quái đảng và rất là rảnh bây giờ lại là đi vận động cho ông thống đốc Newsom của tiểu bang California thưa quý vị bà Kamala Harris được thiết lập để mà tập hợp các cử tri đảng dân chủ ủng hộ cho ông thống đốc California ông Gavin Newsom các báo cáo hôm chủ nhật cho biết cựu thượng nghị sĩ California sẽ xuất hiện cùng với ông Newsom Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bay Area vào thứ tư tới đây, cả hai dự định kêu gọi cử tri ủng hộ Newsom trong cuộc bầu cử thu hồi sắp tới. Và điều này xảy ra khi mà 48% người Mỹ cho biết họ không tán thành hiệu suất công việc của bà Harris, khiến nó có trở thành một trong những cái chính trị gia không được yêu thích nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Khoảng thời gian từ nay cho đến giữa nhiệm kỳ rất quan trọng đối với chính quyền Biden về cơ hội nắm quyền kiểm soát quốc hội, nhưng có thể là cả tòa Bạch ốc, một người tin cho hay là họ thêm một thống đốc Đảng Cộng hòa có thể sẽ làm suy yếu nhiều mục tiêu của Đảng Dân chủ. Harris dự kiến sẽ vận động tranh cử với Newsom vào tháng trước. Nhưng những kế hoạch đó đã bị dừng lại khi mà Taliban tiếp quản Afghanistan và cuộc tấn công khủng bố khiến 13 thành viên của quân đội bị thiệt mạng. Dạ, Amy cảm ơn quý vị theo dõi bản tin ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị có ngày lễ A Long Weekend của ngày lễ Labor Day tại Hoa Kỳ thật bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị. Amy kính chào.